Chào các bạn học sinh. Hôm nay cô và các bạn cùng đến với tiết luyện từ và câu lớp 4 tuần 22. Đó là bài chủ ngữ trong câu kể ai thế nào. Bây giờ các bạn cùng lấy sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4 tập 2 và mở ra trang 36-37. Chúng ta đến với phần nhận xét. Trong phần nhận xét, chúng ta sẽ có 3 bài tập, cùng đến với bài tập số 1. Tìm các câu kể ai thế nào trong đoạn văn sau. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hà Nội tưng bừng màu đỏ, cả một vùng trời bát ngát, cờ, đèn và hoa. Những dòng người từ khắp các ngã tuôn về vườn hoa Ba Đình. Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang, những cô gái thủ đô hớn hở áo màu rực rỡ theo Võ Nguyên Giáp. Vừa rồi chúng ta cùng nhau đọc đoạn văn. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn là tìm những câu kể ai thế nào trong đoạn văn này. Các bạn hãy nhớ lại kiến thức ở những lớp dưới. Ở lớp 2, các bạn đã được làm quen với câu kể ai thế nào. Và ở bài học trước, chúng ta đã được biết vị ngữ trong câu kể ai thế nào. Vị ngữ trong câu kể ai thế nào là những từ chỉ đặc điểm, tính chất, trạng thái. Vậy bây giờ chúng ta cùng tìm những câu kể ai thế nào nhé. Đầu tiên, các bạn hãy cho cô biết đoạn văn trên có mấy câu kể. Bây giờ chúng ta cùng tìm nhé. Ở đoạn văn trên có 6 câu kể. Câu thứ nhất, ngày 2 tháng 9 năm 1945. Câu thứ hai, Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Câu thứ ba, cả vùng trời bát ngát, cờ, đèn và hoa. Câu thứ tư, những dòng người từ khắp các ngã tuôn về vườn hoa Ba Đình. Câu thứ năm, các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Câu thứ sáu, những cô gái thủ đô hớn hở áo màu rực rỡ. Như vậy, chúng ta đã tìm ra 6 câu kể của đoạn văn này. Vậy, câu kể ai thế nào là những câu nào? Các bạn hãy dùng bút chì gạch chân với những câu kể ai thế nào nhé. Và câu trả lời, những câu kể ai thế nào đó là những câu: Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Câu tiếp theo, cả một vùng trời bát ngát, cờ, đèn và hoa. Câu tiếp theo, các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Và cuối cùng đó là câu, những cô gái thủ đô hớn hở áo màu rực rỡ. Như vậy chúng ta có 4 câu kể ai thế nào. Đó là những câu: câu số 2, số 3, số 5 và số 6. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ của bài tập 1. Hãy cùng bước sang bài tập số 2. Xác định chủ ngữ của những câu vừa tìm được. Chúng ta hãy nhìn lại 4 câu kể ai thế nào chúng ta vừa tìm được. Các bạn hãy nhớ lại ở những bài giảng trước, cô đã chỉ cho các bạn cách tìm chủ ngữ của những câu kể. Và chúng ta hãy nhớ rằng, để tìm được chủ ngữ trong câu kể, chúng ta hãy đặt câu hỏi để trả lời cho những bộ phận đó. Ở câu đầu tiên, Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Để xác định được chủ ngữ trong câu này, chúng ta sẽ đặt câu hỏi như sau. Ở đâu tưng bừng màu đỏ? Hà Nội. Như vậy, Hà Nội chính là chủ ngữ trong câu. Câu tiếp theo, cả một vùng trời bát ngát, cờ, đèn và hoa. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi, ở đâu bát ngát, cờ, đèn và hoa? Cả một vùng trời. Như vậy, cả một vùng trời chính là chủ ngữ trong câu. Ở câu, các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi, ai
vẻ mặt im trang. Các cụ già. Như vậy, các cụ già chính là chủ ngữ trong câu. Và ở câu cuối cùng, những cô gái thủ đô hớn hở áo màu rực rỡ. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi, ai hớn hở áo màu rực rỡ? Những cô gái. Như vậy, những cô gái chính là chủ ngữ trong câu. Và chúng ta cùng nhìn lại ở những câu. Hà Nội tưng bừng màu đỏ, chủ ngữ chính là Hà Nội. Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa, chủ ngữ chính là cả một vùng trời. Và tiếp theo, các cụ già, những cô gái thủ đô cũng chính là chủ ngữ trong câu. Và vừa rồi, cô và các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của bài tập 2, đã tìm ra chủ ngữ của những câu. Bây giờ, chúng ta cùng bước sang bài tập số 3. Chủ ngữ trong các câu trên biểu thị nội dung gì? Chúng cho những từ ngữ nào tạo thành? Các bạn cùng nhìn lại những câu mà chúng ta vừa phân tích. Ở câu Hà Nội tưng bừng màu đỏ, chủ ngữ chính là Hà Nội. Và Hà Nội chính là từ chỉ địa danh. Và chúng ta cũng biết Hà Nội chính là thủ đô của nước Việt Nam. Ở câu cả một vùng trời bát ngát, cờ, đèn và hoa, chủ ngữ chính là cả một vùng trời. Đó là từ chỉ địa điểm, có đặc điểm được nêu ở vị ngữ. Ở câu tiếp theo, các cụ già vẻ mặt nghiêm trang, chủ ngữ chính là các cụ già. Đây là từ chỉ người, có đặc điểm được nêu ở vị ngữ. Và ở câu những cô gái thủ đô hớn hở áo màu rực rỡ, chủ ngữ là những cô gái thủ đô. Đây cũng là từ chỉ người, có đặc điểm được nêu ở vị ngữ. Và các bạn cũng đã thấy Hà Nội, cả một vùng trời, các cụ già, những cô gái thủ đô là những từ chỉ địa danh, địa điểm, chỉ người. Và nó cũng chính là danh từ hoặc cụm danh từ. Vậy qua phần phân tích vừa rồi, cô và các bạn cùng rút ra một nhận xét. Chủ ngữ trong các câu nêu trên đều là các sự vật có đặc điểm được nêu ở vị ngữ, do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Và các bạn hãy lưu ý cho cô, từ chỉ sự vật đó là những từ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối. Như vậy, đây là nội dung quan trọng chúng ta cần ghi nhớ. Các bạn hãy đến với phần ghi nhớ cuối trang 36. Phần ghi nhớ thứ nhất, chủ ngữ của câu kể ai thế nào? Chỉ những sự vật có đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái được nêu ở vị ngữ. Ghi nhớ thứ hai, chủ ngữ thường do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Như vậy, chúng ta đã cùng phân tích và xác định được chủ ngữ của câu kể ai thế nào. Cô chúc các bạn học tốt.